Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đang xem video. Em là Kiều Minh, thành viên của ITB Ichimoku Cup. Ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục mang đến cho anh chị những phân tích nhận định của mình về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm qua, ngày cuối tuần thứ sáu và cũng như nhận định của em về thị trường trong các phiên sắp tới và chuẩn bị cho các anh chị cho tuần giao dịch tiếp theo. Thị trường sau 3 phiên cho thấy sự lưỡng lự thì đã có một phiên giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ 6 ngày hôm qua. Thị trường giảm 38 điểm. Là một con số khá là cao so với những phiên giao dịch trong thời gian gần đây. Với thanh khoản ở mức cao, khối lượng lớn. Giá trị giao dịch ở mức khoảng 16.000 tỷ, trên 16.000 tỷ. Điều này là cho thấy sự hoảng loạn của các nhà đầu tư khi mà lực bán ra quá là mạnh các nhà đầu tư thì sau đó đua nhau bán hàng ra khi mà có một lượng hàng nhất định đã về tuy là ba phiên lưỡng lự vừa rồi nó đang cho thấy những cái hiện tượng là thị trường sẽ tăng hoặc giảm thế nhưng mà không ngờ là thị trường ngày hôm nay lại có những phiên giảm điểm mạnh như vậy tuy vậy trong nguy thì có an các anh chị có thể thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay giảm điểm mạnh. Thì đó là một cái cơ hội tốt cho các anh chị để mà mua những cái cổ phiếu mà các anh chị đã chốt lời như em khuyên ở trong các video trước thì em cũng đã khuyên các anh chị chốt lời tại những vùng mà thể hiện sự năng lượng, lượng, đó chính là các vùng này. Từ 1050 cho đến 1060, đó là các vùng mà em đã khuyên các anh chị chốt lời dần chốt lời bớt để mà có thể tham gia khi mà thị trường giảm điểm trở lại. Thì đối với các anh chị đã có một cái lượng tiền nhất định ở trong tài khoản khi mà đã chốt lời rồi, các anh chị có thể căn tại vùng từ 1020 cho đến 1000. Bởi vì theo em thấy đây là một cái vùng hỗ trợ tiềm năng. Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra đối với thị trường. Trường hợp đầu tiên đó là thị trường tạo đáy tại vùng 1000 cho đến vùng 1020 trong tuần sau và sau đó có những nhịp bật tăng hồi phục trở lại. Thì khi này thị trường đã có đáy thứ hai, đã có dấu hiệu tạo đáy thứ hai và các anh chị có thể tham gia vào mà mua. Điều này nó sẽ giúp cho đa tăng của thị trường nó tốt hơn khi mà tạo ra mô hình hay đáy. Trường hợp thứ hai là thị trường phá đáy 1000 và sau đó tiếp tục đa giảm. Thì khi đó các anh chị phải nhìn vào những cái khung đồ thị dài hơn, ví dụ như là khung đồ thị tuần và khung đồ thị tháng. Đối với khung đồ thị tuần tháng trước đi. Đối với khung đồ thị tháng thì có khả năng thị trường sẽ về đến 950 trong trung hạn trong tháng nếu như mà VN Index có những cái nhịp mà giảm sâu và phá vùng đáy 1000, thì vùng 950 là một cái vùng mà các anh chị có thể lưu ý đối với khung đô thị tuần thì cũng vậy khung đô thị tuần mặc dù tuần trước cho thấy một cái đà hồi phục khá là tốt. Tuy vậy thì phiên giao dịch tuần này gần như là giảm điểm mạnh khiến cho thị trường lại trở lại trạng thái khá là xấu. Vùng 1.000 vẫn là vùng quan trọng. Nếu mất vùng 1.000 thì khả năng quay trở lại vùng 950 hay là vùng 900 vẫn có thể xảy ra. Đó là nhận xét của em sau khi tham khảo những cái vùng đồ thị trong dài hạn hơn. Và đó là những cái khả năng của thị trường trong phiên giao dịch sắp tới các anh chị có thể tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư tiếp theo sau đây là những nhận định của em về nhóm ngành đầu tiên là về nhóm ngành bất động sản bất động sản ngày hôm nay cũng cho thấy một khối lượng giao dịch lớn tuy vậy lại là lại là khối lượng bán lớn mặc dù có dấu hiệu rút chân ở đây tuy vậy thì những cổ phiếu bất động sản vẫn đang cho thấy một sự có thể nói là sự nguy hiểm nhất định trong những cái nhóm ngành trong nhóm ngành bất động sản này thì có một mã mà em nghĩ các anh chị cần lưu tâm đó là mã VGC thì mã VGC ngày hôm nay có một phiên giảm sàn và giảm vượt qua khỏi vùng giá đáy cũng như là vùng giá hỗ trợ trong ngắn hạn của nó thì đối với cổ phiếu VGC này chúng ta vẫn chưa chắc có thể thấy đáy của nó điểm mà có thể nói là hỗ trợ tiềm năng đi là vùng giá 46 thì khá là gần rồi còn nếu nó mất vùng giá 46 này bởi vì đây là các cái bóng dao găm bóng dao găm thì thường nó sẽ không có một cái lực đỡ như dao găm đó là đối với vùng giá 46 Nếu như mà VGC mất đi vùng giá 46 Thì khả năng về lại các vùng giá cân bằng trong chung và dài hạn là có thể xảy ra Đối với khung đô thị tháng VGC nếu như kết tháng này và có thể là nằm dưới vùng giá 48 này Thì rất có thể VGC sẽ về lại các vùng giá cân bằng ở đây là vùng giá 41 và vùng giá 37 638 Các vùng giá này Là những vùng giá mà các anh chị đầu tư trong chung Và dài hạn Có thể để ý Để tham gia đầu tư đối với Mã cổ phiếu VGC Cắt lâu thì các anh chị có thể Cắt tại vùng giá 37, 36 Và chốt lời Chốt lời non thì Các anh chị có thể chấp nhận Ở vùng giá 49 40. 49, 50 Đó là chốt lời non Và nếu các anh chị muốn giữ trong chung và dài hạn Có thể chốt lời tay vùng giá 60 Đến 67 Đó là đối với mã cổ phiếu VGC Tiếp theo sau Là nhóm Ngân hàng Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì đã cho thấy một phiên điều chỉnh với khối lượng lớn sau những cái nhịp hồi phục trong các phiên vừa rồi thì có thể thấy đối với ngân hàng có một số mã đã quay trở lại vùng giá đáy cũ do là chưa có một cái sự hồi phục nhất định đủ lớn đối với các anh chị đã cầm tiền trong giai đoạn này thì có thể canh một số mã đã về lại đến vùng đáy cũ và cho thấy những dấu hiệu mà Đảo đấy trong các phiên sau ví dụ đây là mã MBB MBB thì chưa tăng mạnh chưa hồi phục mạnh bằng những mã khác và đã quay trở lại quay đầu giảm điều chỉnh về lại các vùng đáy cũ thì vùng đáy cũ đây là vùng 16 đối với cổ phiếu MBB tuy vậy thì vẫn chưa cho dấu hiệu ổn nên là các anh chị vẫn phải đợi phiên sau và các phiên sau nữa để xem xét xem nếu như mà MBB nó cho một cái dấu hiệu tạo đáy nhất định và rõ ràng hơn thì các anh chị có thể tham gia mở mua tại vùng giá 16 16.5 cân lỗ thì 15.5 hoặc 15 chốt lời có thể đầu tiên là tại vùng giá 18 vùng giá 18 là vùng cản cũ cho ngắn hạn à. vùng giá 18 là một thứ hai là vùng giá 20 với trung và dài hạn của MBB thì vẫn đang cho những cho những dấu hiệu xấu tuần trước khôi phục khá là đẹp nhưng mà tuần này lại có một phiên giảm khá là mạnh và đang tiệm cận bức đáy nếu như sang tuần sau kết tuần sau MBB có thể có những dấu hiệu tạo đáy tốt hơn thì trong trung hạn MBB mới có thể có một cái viên cảnh tốt hơn được Đó là những... MBB cũng như là cả ngành ngân hàng tiếp theo sau là ngành chứng khoán ngành chứng khoán thì cả ngành chứng khoán về lại đáy cũ với khối lượng giao dịch khá là lớn thì đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán này các anh chị cũng có thể canh mua khi mà đồ thị của toàn ngành cho thấy là đã về đáy cũ và những cái điểm đáy cũ này là, là những cái điểm có thể bắt được tuy vậy cần chờ đợi những cái nhịp tạo đáy rõ ràng hơn thị trường hôm nay vẫn chỉ là một thị trường giảm và thị trường giảm thì nó khá là xấu đối với các anh chị mã cổ phiếu đầu tiên là SA SA thì cũng đã về đến cái vùng đáy cũ và cả vùng đáy cũ của vùng tháng 6 nữa thì cái vùng này có thể nói là vùng hỗ trợ tiềm năng cho ngắn hạn mở mua thì các anh chị có thể đợi Nếu như nó tạo đáy rõ ràng hơn thì các anh chị có thể mở mua ở vùng giá 16.3, 16.4. Cắt lỗ thì cứ khóa vùng 16, vùng 15.5 thì các anh chị nên cắt lỗ và chốt lời thì tại vùng giá đầu tiên là vùng giá 18.4, vùng giá cản đầu tiên và tiếp theo là vùng giá 21. VND thì cũng vậy. VND cũng đã về những cái đáy cũ, thì các anh chị có thể quan tâm đối với mã này và vẫn nên phải có một cái dấu hiệu tạo đáy nhất định để mà các anh chị tham gia đầu tư và đó là nhận định của em về thị trường cũng như là các nhóm ngành tiềm năng và cùng với đó là cổ phiếu mà các anh chị có thể để ý trong giai đoạn tiếp theo của thị trường nếu các anh chị thấy thích video của em có thể cho em một like và một share nếu các anh chị thấy video của em hữu ích và muốn tìm một Zoom Zalo tư vấn hỏi đáp đầu tư, các anh chị có thể quét vào mã QR ở bên phải. Zoom Zalo của em luôn hỗ trợ các anh chị đầu tư không chỉ số tiền mà còn là giao dịch. Chỉ cần các anh chị có những cái câu hỏi mà muốn chúng em giải đáp thì chúng em sẽ giải đáp nhiệt tình. Nếu các anh chị muốn tìm một Zoom khuyến nghị cổ phiếu để mà các anh chị tham gia đầu tư trong giai đoạn này thì các anh chị có thể quét mã QR bên trái Zoom Lalo của ITB luôn cung cấp cho các anh chị điểm mua cổ phiếu cùng với đó là điểm cắt lỗ và điểm chốt lời cũng như là cập nhật cho các anh chị những cái trạng thái của cổ phiếu để mà các anh chị có thể nắm bắt rõ hơn đối với tình hình của những cái mã cổ phiếu mà mình đang mua. Xin chào các anh chị và chúc các anh chị giao dịch thành công trong các tuần sắp tới.